Phương Miến và Kiều Khanh xin được gửi lời chào quý vị khách hàng thân thiết đang đến với chương trình ngày hôm nay cùng với VTV Hyundai Home Shopping. Chúng ta lại có thêm một chương trình nữa để mình trò chuyện nhiều hơn những câu chuyện về sức khỏe cho chính bản thân mình cũng như là rất là nhiều những thành viên yêu thương trong gia đình của chúng ta. Và câu chuyện ngày hôm nay chúng tôi muốn nhấn mạnh đó là xoay quanh vấn đề giải độc gan cho cơ thể của mình quý vị ạ. Và chúng ta hãy bắt đầu câu chuyện này về lý do vì sao mà chúng ta cần giải độc gan quý vị nha. Thông thường lá gan sẽ là nơi hiển thị rõ nét nhất cách sống của chúng ta, bởi vì tất cả những chất độc nào cũng như là chất cặn bã mà chúng ta đã vô tình nạp vào người thì tất cả hầu như đều sẽ được giữ lại ở lá gan, và sau đó lá gan sẽ thanh lọc cũng như là đào thải những cái chất độc này ra ngoài. Tuy nhiên nó còn tùy thuộc vào việc là chúng ta ăn uống có điều độ hay không. Phùng Yến à, nhiều khi là do cái chế độ ăn uống cũng như là cả chế độ vận động của mình nữa, cái hệ đó chính là trao đổi chất nó không được diễn ra tốt, thì đôi khi là cái chất độc đó nó tồn đọng quá nhiều ở trong lá gan và lá gan càng ngày càng suy yếu đi. Do đó chúng ta cần lưu tâm đến việc là bảo vệ chức năng gan của mình quý vị nha. Và một cách rất là đơn giản đó chính là sử dụng những sản phẩm thực phẩm chức năng mát gan và bảo vệ gan. Và ngày hôm nay chúng tôi gửi đến cho quý vị các bạn một thực phẩm chức năng như vậy, hỗ trợ cho chúng ta có thể là giải độc cho lá gan của mình tốt hơn, bảo vệ và tăng cường chức năng gan, thanh lọc cơ thể thật là tốt cùng với sản phẩm chất lượng của Gabiren quý vị nhé. Và với dòng sản phẩm này khi quý vị các bạn chúng ta sở hữu cùng với VTV Hyundai Home Shopping thì chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị các bạn tổng cộng là đến 300 viên. Chúng ta sẽ có là 5 hộp, mỗi hộp là 60 viên, rất là hấp dẫn quý vị và các bạn. Và với mức giá thành này thì Phụng Yến nghĩ là gia đình của chúng ta cũng có thể là đầu tư là khoảng từ 1 cho đến 2 bộ sản phẩm đó Kiều Khanh, để nhiều thành viên trong gia đình của mình sử dụng quý vị nhé. Và với những thành phần thiên nhiên ở bên trong sản phẩm này sẽ giúp chúng ta có thể là giải độc gan hiệu quả. Những thành phần thiên nhiên đó là diệp hạ châu, cà gai leo, mã đề, nhân trần, tích tuyết thảo, ngũ vị tử, sử dụng rất là an toàn cho cơ thể của chúng ta. Mức giá quý vị hãy nhìn lại một lần nữa, rất là hấp dẫn quý vị nhé. Và do đó chúng ta hãy nhanh tay và gọi đến cho tổng đài của VTV Hyundai Home Shopping đi ạ. Chỉ cần một cuộc gọi mà thôi quý vị nha, không cần phải đi đâu xa, vẫn có thể sở hữu được dòng sản phẩm chất lượng và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bên cạnh đó là số lượng nhiều lên đến 300 viên để chúng ta có thể là chia ra sử dụng được một thời gian khá dài. Và không nên chỉ sử dụng cho bản thân mình quý vị ạ, hãy chia đều và sử dụng cho tất cả các thành viên trong gia đình để ai cũng có một lá gan khỏe mạnh. Và tổng đài của VTV Hyundai Home Shopping là gì? 1900 7137. Chỉ cần một cuộc gọi mà thôi, chúng tôi sẽ giao hàng đến tận nhà theo yêu cầu của quý vị. Yên tâm lựa chọn thực phẩm chức năng Gabiren giúp mát gan và giải độc gan. Lựa chọn trọn bộ sản phẩm bao gồm 5 hộp, được tặng thêm 2 hộp cùng loại, giá cũ 690.000 đồng, giá mới chỉ 479.000 đồng. Cơ hội cực kỳ hấp dẫn, hãy nhanh tay lựa chọn. Sản phẩm là một sự kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại. Trong mỗi viên nang chứa 80mg diệp hạ châu, 70mg cà gai leo, 50mg mã đề, 80mg nhân trần, 70mg tích tuyết thảo, 50mg ngũ vị tử, chiết xuất thiên nhiên, an toàn không tác dụng phụ. Tại sao phải giải độc gan? Vì gan là bộ phận quan trọng chịu trách nhiệm lọc các chất có hại cho cơ thể từ đồ ăn, thức uống, không khí ô nhiễm hay stress, rượu bia và thuốc lá. Giải độc gan giúp làm giảm tổn thương và bảo vệ tế bào gan, giảm thiểu các bệnh lý về gan có thể xảy ra trong cuộc sống hiện đại như viêm gan, xơ gan, men gan cao, gan nhiễm mỡ. Và tiếp tục câu chuyện ở đầu chương trình đó chính là câu chuyện về việc bảo vệ sức khỏe và bảo vệ lá gan của mình. Thì nếu như ví cơ thể người là một bộ máy thì gan chính là một bộ lọc quý vị nha. Và khi mà tất cả những cái loại chất độc nó đi ngang qua đây thì sẽ được giữ lại, giúp cho cơ thể của chúng ta lúc nào cũng ở trong tình trạng tốt và đã được thải độc một cách đều đặn và hiệu quả rồi. Tuy nhiên bởi vì do việc là lạm dụng những cái chế phẩm như là bia rượu hay là thuốc lá này Phùng Yến, do đó nhiều người đã vô tình phá hủy lá gan của mình mà không ý thức được điều đó. Do đó thường xuyên chúng ta nên đi kiểm tra sức khỏe một cách đều đặn, thêm vào đó nữa nên sử dụng những dòng sản phẩm thực phẩm bổ sung quý vị ạ, để có thể hỗ trợ giúp chúng ta luôn luôn bảo vệ tốt những cơ quan với lại chức năng quan trọng trong cơ thể mình. Phụ biến thấy là ngay cả những đối tượng mà không sử dụng rượu bia thuốc lá đó Kiều Khanh, nhưng mà do bữa ăn hiện tại của chúng ta đôi khi là khiến chúng ta rất là lo lắng. Như khi mình đi làm việc mình ăn ở ngoài rất là nhiều. Đúng và rồi. Bữa ăn đó có tích tụ nhiều độc tố đến như thế nào thì chúng ta cũng không có thể là nhận biết rõ được. Rồi Phụ biến thấy là ở trên báo, trên các trang mạng thông tin thì tràn lan cái hiện tượng đó là thực phẩm bẩn. Và đúng cứ rồi. Ngày qua ngày như vậy, thông qua bữa ăn hàng ngày của chúng ta thì độc tố nó tích tụ rất là nhiều vào trong gan của mình. Nếu như quý vị các bạn chúng ta không có một lá gan khỏe mạnh như vậy thì làm sao để chúng ta có thể là giải độc tốt đây? Làm sao chúng ta giúp cơ thể của mình thanh nhiệt, loại ra những cái độc tố ra bên ngoài và cơ thể của chúng ta khỏe mạnh? Thì ngày hôm nay chúng tôi gửi đến cho quý vị một cách thức như vậy. Với dòng sản phẩm này có những chế phẩm từ thiên nhiên, chúng ta yên tâm sử dụng quý vị các bạn nhé. Thành phần thiên nhiên ở bên trong của thực phẩm chức năng mát gan và giải độc Gabiren đó chính là diệp hạ châu,
cà gai leo, mã đề, nhân trần, tích tuyết thảo và ngũ vị tử. Và trong những loại dược liệu quý này còn có thành phần flavonoid là một chất chống oxy hóa rất là mạnh mẽ nữa đó Kiều Khanh. Tổng thể những thành phần này vào cơ thể của chúng ta nó sẽ hỗ trợ đó là tăng cường chức năng gan nè, giảm cái tình trạng men gan cao hay là gan nhiễm mỡ và hỗ trợ lá gan của mình giải độc được tốt hơn. Từ đó là cơ thể của chúng ta cũng sẽ trao đổi chất, hấp thụ những cái dưỡng chất tốt hơn. Chính xác rồi, và phải nói là vấn đề về việc bảo vệ gan cũng như là những cái mối quan tâm lo lắng của mình khi sử dụng thực phẩm dạo gần đây, nó giống như là một cái hồi chuông cảnh báo vậy. Tuy nhiên là vô tình thì từ trước đến giờ chúng ta đã dung nạp quá nhiều những cái chất bảo quản nè, hay là đôi khi là những cái chất độc mà cặn bã nè vẫn còn lưu giữ ở trong cơ thể của mình và chưa được thải độc qua đường gan. Và đôi khi là quý vị có thể chưa biết rằng những chất bảo quản có thể là có trong thực phẩm chẳng hạn, những loại chất độc đó gan không thể tự đào thải được, do đó nó cần những cái lực tác động từ bên ngoài và hỗ trợ cho chức năng nó trở nên mạnh mẽ hơn quý vị nha. Và khi chúng ta sử dụng những loại thực phẩm bổ sung như vậy thì cung cấp thêm những cái khoáng chất và cung cấp thêm những hợp chất chống oxy hóa, vừa có thể là làm cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn và phần nào bổ trợ cho chức năng gan, phục hồi gan trở về với lại cái khả năng cũng như là cái chức năng ban đầu. Như vậy chúng ta sẽ cảm thấy là cơ thể của mình đã được thanh lọc và giải độc một cách hiệu quả rồi, và chúng ta cũng sẽ dần dần cảm nhận được điều đó hiển thị trên cơ thể của mình. Ví dụ như là làn da càng ngày càng trở nên sáng hơn nè, không còn những cái đốm mụn li ti, không còn tình trạng vàng da, cũng như là không còn cái tình trạng đó chính là thường xuyên mệt mỏi nè, hay là đôi khi cảm thấy đầy hơi chướng bụng như trước nữa. Và khi mà Kiều Khanh lựa chọn một sản phẩm dành cho sức khỏe nói chung hoặc là một sản phẩm dành cho lá gan nói riêng đi, thì Kiều Khanh hay quan trọng vào yếu tố nào nhất nè? Chính xác là phải quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ đó phụ mỹ nè. Bởi vì thực phẩm chức năng nó cũng giống như là thực phẩm thông thường mà mình sử dụng, nó sẽ đi vào cơ thể của mình và nó sẽ cũng phần nào cũng đi ra qua đường gan nữa. Nếu như mà chúng ta không lựa chọn kỹ càng thì cũng khác nào là lấy độc và chồng thêm độc, đúng không? Chính xác, cho nên là ngày hôm nay chúng tôi muốn nhấn mạnh về nguồn gốc xuất xứ của dòng sản phẩm này quý vị. Kế thừa và phát triển những bài thuốc cổ truyền thì tiến sĩ bác sĩ Lê Ngọc Triều, trưởng khoa truyền nhiễm của bệnh viện 198 Bộ Công an đã kết hợp cùng với các nhà khoa học của công ty Sedion Việt Nam để tạo ra dòng sản phẩm này dựa trên những nguồn nguyên liệu từ thiên nhiên rất là quý giá. Và khi quý vị các bạn chúng ta sử dụng thì những cái dược liệu đó, những dòng sản phẩm quý giá đó kết hợp lại với nhau có được hoạt tính sinh học cao vào trong cơ thể của mình rất là an toàn và phát huy tác dụng. Quý vị yên tâm về nguồn gốc xuất xứ của dòng sản phẩm này, đến từ Việt Nam, có nguồn gốc rõ ràng và chúng tôi cũng chia sẻ kỹ càng về thành phần nữa. Và khi quý vị các bạn chúng ta có được một hộp sản phẩm ở trên tay thì mình sẽ nhìn thấy rất là rõ những phần tem nhãn ở bên trên bao bì như thế này. Quý vị các bạn chúng ta hoàn toàn có thể là kiểm tra đây là hàng thật và hàng chính hãng khi mà chúng tôi giao đến quý vị nhé. Và mình có thể là dễ dàng tìm đọc những thông tin về dòng sản phẩm này ở nơi sản xuất nào, cũng như là những nguồn nguyên liệu, cách thức sử dụng và công dụng của nó hoàn toàn bằng tiếng Việt luôn, rất là dễ quan sát luôn. Chính xác rồi, và trong quá trình là sử dụng những dòng sản phẩm thực phẩm chức năng như thế này thì lúc nào chúng tôi cũng mong muốn khuyên quý vị một điều là mình kết hợp với lại chế độ dinh dưỡng, vận động cũng thật là hợp lý quý vị nha. Bởi vì nếu như mà chúng ta chỉ có cách là giống như là bổ sung thêm mà không có cách là thải bớt những cái chất độc từ đường ăn uống thì điều đó cũng sẽ không trở nên hiệu quả cho lắm. Và chúng ta cũng nên là uống nhiều nước mỗi ngày nữa, cũng sẽ thúc đẩy cái quá trình là thải độc ra khỏi cơ thể nhanh hơn quý vị ạ. Và như theo như thế thì chúng ta có thể là có một cách thức rất là hữu hiệu, đúng không nào, để không chỉ là chăm sóc cho mình đâu. Ví dụ như là Phụng Yến có thể tự chăm sóc cho mình, rồi có thể là mua cho bố mẹ, cho ông bà. Đặc biệt đó là nhiều khi là các quý ông hay là uống rượu bia thuốc lá thì chúng ta cũng cần, rất là cần quan tâm đến vấn đề giải độc gan, thì chúng ta cũng có thể là dành tặng cho họ những phần quà như thế này quý vị nha. Một món quà dành tặng cho sức khỏe rất là ý nghĩa mà ngày hôm nay sở hữu trong chương trình này thì mức giá lại còn ưu đãi nữa Kiều Khanh ha. Chính xác rồi, chúng ta không chỉ sở hữu một hộp đâu mà tổng số lượng lên đến 5 hộp trong một bộ sản phẩm quý vị nha. Và đếm ở trong từng hộp á thì đã có 60 viên rồi Phụng Yến ha. Và con số tổng cộng mà chúng ta nhận được chính là 300 viên thực phẩm chức năng mát gan và giải độc Gabiren quý vị nha. Và chúng ta cũng có thể là sở hữu nhiều hơn một bộ sản phẩm để dành làm quà tặng cho những người mà chúng ta thương yêu. Tất nhiên là quý vị không chắc được là lá gan của mình đang ở trong tình trạng nào, đúng không nào. Đôi khi chúng ta rất là lo ngại về thực phẩm bẩn, về rượu bia thuốc lá, về tình trạng sức khỏe của mình. Hãy sở hữu ngay để có thể là chăm sóc cho lá gan của chúng ta đều đặn mỗi ngày quý vị nha. Và để làm điều đó thì không hề có gì khó khăn cả, chỉ cần một cuộc gọi và liên hệ với tổng đài của chúng tôi thôi. Chia sẻ với những nhân viên tổng đài rằng quý vị mong muốn có bao nhiêu bộ sản phẩm để dành cho những người mà mình thương yêu. Những đơn hàng đó có thể ở những địa chỉ khác nhau, nhưng điều đó không hề có gì khó cả. Chúng tôi sẽ giao đơn hàng đến tận nhà theo từng địa chỉ mà quý vị cung cấp, chỉ với một cuộc gọi điện thoại duy nhất mà thôi quý vị ạ. 1900 7137. VTV Hyundai Home Shopping luôn sẵn sàng phục vụ quý vị.
Gan là một nội tạng rất quan trọng trong cơ thể của chúng ta. Tuy nhiên, do cuộc sống bận rộn, khói bụi và môi trường ô nhiễm, gan bị ảnh hưởng rất nhiều và không còn khả năng giải độc tốt cho cơ thể nữa. Một lá gan không khỏe mạnh sẽ dẫn đến rất nhiều những hệ lụy khó chịu cho cơ thể, như là chứng mệt mỏi, nhức đầu, hơi thở có mùi khó ưa, dị ứng, xấu da hay tăng trọng. Cần phải làm gì để chúng ta chăm sóc sức khỏe và chăm sóc cho lá gan của mình đây? Quý vị, các bạn có thể nhìn vào trực tiếp cuộc sống của mình, có thể thấy là nhiều khi chúng ta ăn không ngon, ngủ không yên, cơ thể mệt mỏi. Phải chăng do gan của chúng ta đang hoạt động không tốt, giải độc không tốt cho cơ thể của mình mỗi ngày? Với dòng sản phẩm là thực phẩm chức năng hỗ trợ cho gan Gabiren, với những thành phần từ tự nhiên như diệp hạ châu, tích tuyết thảo, ngũ vị tử, nhân trần, mã đề, cà gai leo, sẽ hỗ trợ chức năng gan hoạt động tốt hơn, giúp gan có đầy đủ sức mạnh giải độc ra bên ngoài cơ thể. Từ đó, những dưỡng chất chúng ta hấp thu vào trong cơ thể sẽ được chuyển hóa dễ dàng, những chất cần thiết sẽ được gan giữ lại và loại bỏ ra ngoài những tạp chất, những chất độc hại đối với cơ thể. Tinh thần chúng ta vui vẻ, thoải mái hơn, cơ thể khỏe mạnh và cường tráng. Mọi thành viên trong gia đình đều có thể sử dụng dễ dàng. Lựa chọn thực phẩm chức năng Gabiren giúp mát gan và giải độc gan. Lựa chọn trọn bộ sản phẩm bao gồm 5 hộp, được tặng thêm 2 hộp cùng loại, giá cũ 690.000 đồng, giá mới chỉ 479.000 đồng. Cơ hội cực kỳ hấp dẫn, hãy nhanh tay lựa chọn. Tại sao phải giải độc gan? Vì gan là bộ phận quan trọng chịu trách nhiệm lọc các chất có hại cho cơ thể từ đồ ăn, thức uống, không khí ô nhiễm hay stress, rượu bia và thuốc lá. Giải độc gan giúp làm giảm tổn thương và bảo vệ tế bào gan, giảm thiểu các bệnh lý về gan có thể xảy ra trong cuộc sống hiện đại như viêm gan, xơ gan, men gan cao, gan nhiễm mỡ. VTV Hyundai mang cả không gian mua sắm tiết kiệm và tiện lợi đến ngay trong ngôi nhà của bạn. Chúng tôi giao hàng miễn phí tận nơi, rộng khắp 63 tỉnh thành trên cả nước. Khách hàng an tâm thanh khoản chỉ sau khi đã kiểm tra và nhận đủ hàng hóa. Bên cạnh đó, khách hàng còn được đổi trả hàng miễn phí trong vòng 7 ngày sau khi nhận hàng. Quý khách lưu ý giữ lại hóa đơn đầy đủ để được hưởng chính sách bảo hành sản phẩm. Hãy nhanh tay gọi ngay đến 1900 7137 để được tư vấn và đặt hàng 24/7. Quý vị, các bạn thân mến, có một thực trạng ngày nay, những việc xảy ra đối với lá gan của chúng ta đang rất là đáng báo động. Phụ biến thấy rằng tình trạng men gan tăng cao, viêm gan, gan nhiễm mỡ, gan suy yếu đang diễn ra rất là nhiều ở nhiều đối tượng khác nhau, nhiều lứa tuổi khác nhau luôn. Và tình trạng này cứ diễn tiến tiếp tục kéo dài và ngày càng trầm trọng hơn nếu như chúng ta không lưu tâm đầy đủ đến việc bảo vệ và tăng cường chức năng gan cho mình. Kể cả đối tượng người trẻ hay là người lớn tuổi đều gặp phải tình trạng này, Kiều Khanh. Ví dụ như người lớn tuổi thì tất nhiên là cơ thể lão hóa rồi, lá gan của mình sẽ không còn hoạt động tốt như trước nữa. Đúng hay rồi. Là như là các quý ông nhiều khi là rượu bia, thuốc lá, do công việc, do cuộc sống hàng ngày, như vậy tích tụ những độc tố vào trong gan của mình, bắt gan phải hoạt động nhiều hơn trước nữa. Còn với những người trẻ thì đôi khi là chúng ta làm công việc liên tục mỗi ngày, như vậy đi ra ngoài mình cũng ăn ngoài khá là nhiều. Ví dụ như giống như Phụng Yến với Kiều Khanh, nhiều khi là cũng phải có những cái bữa ăn ở bên ngoài và đúng rất rồi. Là lo lắng về những thành phần dưỡng chất nè, lo lắng về thực phẩm đó có sạch hay không, có đầy đủ dưỡng chất hay là có những cái chất độc hại tham gia vào hay không. Và lá gan của chúng ta ngay cả khi chúng ta còn trẻ cũng đang phải hoạt động rất là nhiều rồi. Thêm vào đó nữa là đôi khi bởi vì cái cách sinh hoạt của mình á, lại không cho lá gan có thời gian nghỉ ngơi, Phụ Miến à. Thời gian mà lá gan có thể là hoạt động mạnh mẽ cũng như là thải độc tốt nhất đó chính là từ khoảng 11 giờ đêm cho đến 1 giờ sáng. Tuy nhiên là theo như sự quan sát của chúng tôi cũng như là kinh nghiệm bản thân nữa, giờ đó mình vẫn còn phải đang thức nè, làm việc hay là tham gia vào rất là nhiều những hoạt động khác, không cho cơ thể nghỉ ngơi đúng giờ, không cho lá gan nghỉ ngơi để có thể là hoạt động một cách hiệu quả. Do đó lá gan càng ngày càng suy yếu. Còn các chất độc thì cứ liên tục tích tụ, không chỉ rượu bia, không chỉ thuốc lá mà còn có cả là chất bảo quản ở trong những loại thực phẩm hay là thực phẩm bẩn, một vấn nạn của xã hội hiện nay. Tại sao chúng ta không chấn chỉnh từ những sinh hoạt, từ những thói quen nhỏ nhất của mình? Bên cạnh đó là cũng đừng quên gia cố thêm bởi những cái loại thực phẩm bổ sung quý vị nha, tăng cường trao đổi thêm những cái hợp chất vào trong cơ thể của mình giúp lá gan trở nên tốt hơn. Và Phụng Yến nghĩ là điều này thì ngay cả đối tượng người trẻ hay là người lớn tuổi đều rất là cần quan tâm luôn. Chúng ta có một chế độ ăn uống sinh hoạt lành mạnh và có những cái thực phẩm hỗ trợ cho chức năng gan của chúng ta hoạt động tốt hơn. Và ngày hôm nay thì chúng tôi gửi đến cho quý vị các bạn thực phẩm chức năng mát gan và giải độc Gabiren. Dòng sản phẩm này được sản xuất ngay tại thị trường Việt Nam quý vị và các bạn ạ. Chúng ta yên tâm với rất là nhiều những thông tin cũng như là tem nhãn ngay ở bên trên vỏ hộp khi mà chúng tôi giao đến cho quý vị các bạn, là hàng chính hãng quý vị và các bạn nhé. Với sản phẩm này thì kế thừa và phát triển những bài thuốc cổ truyền thì tiến sĩ bác sĩ Lê Ngọc Triều, hiện là trưởng khoa truyền nhiễm bệnh viện 198 Bộ Công an, kết hợp với các nhà khoa học
học công ty Poseidon Việt Nam đã tạo ra dòng sản phẩm này. Và ở bên trong thì quý vị các bạn chúng ta sẽ thấy là mỗi một hộp này chúng ta sẽ có 60 viên nang quý vị ạ. Và với những viên nang này thì một dạng ở bên trong nó rất là đặc biệt, nó không phải là dạng bột như thông thường, mà những viên nang này đó chính là đầu tiên là dạng cao dược liệu cô đặc. Với dạng cao dược liệu cô đặc đó trải qua một quy trình sản xuất khép kín và hiện đại, chuyển thành dạng cao khô và được đưa vào bên trong mỗi viên nang, giúp khi quý vị các bạn chúng ta sử dụng những viên nang này thì rất là dễ dàng hấp thu vào ở bên trong cơ thể của chúng ta, giúp là hỗ trợ đó là hạ men gan tăng cao, tăng cường chức năng gan cho mình, và với rất là nhiều những dược tính nè, những hoạt chất sinh học từ những nguồn nguyên liệu từ thiên nhiên. Và những hoạt chất, những dược tính đó bắt nguồn từ 6 loại dược liệu quý đã được kết hợp bên trong dòng sản phẩm này. Đó chính là diệp hạ châu, cà gai leo, mã đề, nhân trần, tích tuyết thảo và ngũ vị tử. Và còn kết hợp với cả quy trình sản xuất khép kín nữa quý vị ạ. Đảm bảo hoàn toàn vô trùng và hoàn toàn nguyên chất với 6 loại dược liệu quý này quý vị nha. Do đó chúng ta cũng có thể yên tâm hơn nữa trong quá trình sử dụng, bởi vì không còn có những cái chất phụ gia khác vào bên trong nữa. Chúng ta cũng yên tâm hơn khi đưa vào cơ thể của mình, hỗ trợ tăng cường chức năng gan, bảo vệ lá gan, cũng chính là bảo vệ sức khỏe của mình mỗi ngày. Và như vậy là chúng ta có thể là yên tâm bảo vệ cho gia đình của mình nhiều thành viên luôn. Kiều Khanh à, bởi vì Phùng Yến thấy là một bộ sản phẩm như thế này chúng ta có đến là tổng cộng là 300 viên quý vị nhé. Mình sẽ có đó chính là 5 hộp và ở bên trong mỗi hộp là 60 viên quý vị à. Chúng ta có thể sử dụng đều đặn thường xuyên cho bản thân mình, hoặc là quý vị mua sắm nhờ nhiều hơn một bộ sản phẩm để làm quà tặng cho những người thân yêu. Người già cũng sẽ sử dụng nè, các chị em phụ nữ cũng sử dụng để làn da mình đẹp hơn, các quý ông sử dụng để đào thải những độc tố từ rượu bia thuốc lá, hay những người trẻ sử dụng để đào thải những độc tố từ trong bữa ăn hàng ngày hay là từ nguồn nước, nguồn không khí ô nhiễm. Mức giá chúng ta đầu tư cho sự hỗ trợ chức năng gan này rất là hấp dẫn. Và lý do là chúng ta nên lựa chọn nhiều bộ sản phẩm cùng một lúc để gửi đến cho nhiều thành viên trong gia đình của mình là bởi vì giải độc gan, bảo vệ lá gan, làm mát gan không chỉ là việc mà những người lớn tuổi trong gia đình nên làm, mà ngay cả những người trẻ cũng nên lưu tâm bảo vệ sức khỏe của mình từ bây giờ, và cũng chấn chỉnh một chút cái chế độ sinh hoạt cũng như ăn uống của mình hàng ngày thì sẽ tốt hơn quý vị nha. Và lưu ý khi sử dụng dòng sản phẩm này thì cũng nên kết hợp với việc uống nhiều nước hơn một chút để tăng cường cũng như là thúc đẩy nhanh hơn cái quá trình là thải độc ra khỏi cơ thể, ra khỏi lá gan của mình. Và cũng chỉ cần một cuộc gọi mà thôi, thúc đẩy nhanh hơn quá trình mua sắm của mình quý vị nha. Một cuộc gọi duy nhất đến với tổng đài của VTV Hyundai Home Shopping 1900 7137, hoặc đặt hàng trực tuyến với chúng tôi tại vtvhyundai.vn ngay bây giờ quý vị nhé. Yên tâm lựa chọn thực phẩm chức năng Gabi Ren giúp mát gan và giải độc gan. Lựa chọn trọn bộ sản phẩm bao gồm 5 hộp, được tặng thêm 2 hộp cùng loại, giá cũ 690.000 đồng, giá mới chỉ 479.000 đồng. Cơ hội cực kỳ hấp dẫn, hãy nhanh tay lựa chọn. Sản phẩm là một sự kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại. Trong mỗi viên nang chứa 80mg diệp hạ châu, 70mg cà gai leo, 50mg mã đề, 80mg nhân trần, 70mg tích tuyết thảo, 50mg ngũ vị tử. Chiết xuất thiên nhiên, an toàn, không tác dụng phụ. Khi bàn về lý do vì sao phải giải độc gan, đôi khi chúng ta không cần nói quá nhiều mà hãy nhìn trực tiếp vào trong cuộc sống của mình. Có rất là nhiều điều sẽ làm giảm đi chất lượng của cuộc sống, như việc ngủ không ngon, ăn không yên, hoặc là đôi khi có những dịp vui vẻ của tất cả những người thân trong gia đình mà chúng ta tham dự vào cảm thấy không mấy thoải mái và hạnh phúc. Tại sao lại như vậy? Tại sao chúng ta không giải quyết những vấn đề tồn đọng trong cuộc sống của mình, như nâng cao chất lượng của những bữa ăn hàng ngày, hạn chế bớt những loại độc tố có thể thu nạp vào bên trong cơ thể, như giảm bớt những chế phẩm như thuốc lá, rượu bia, và bên cạnh đó cần tăng cường việc bảo vệ sức khỏe bằng việc sử dụng những sản phẩm thực phẩm chức năng phù hợp đối với cơ thể mình, như sản phẩm thực phẩm chức năng Gabiren giúp tăng cường khả năng hoạt động của gan, giúp gan có thể thoải mái đào thải những chất độc ra bên ngoài, bên cạnh đó vẫn có thể giữ lại được những dưỡng chất vào bên trong cơ thể. Và quý vị thấy đó, một khi chúng ta thay đổi thói quen sinh hoạt của mình cũng tức là chúng ta đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, một tinh thần thoải mái, một cơ thể khỏe mạnh để lúc nào cũng có thể an tâm tận hưởng cuộc sống từng giây từng phút. Ngày nay chúng ta có phần quan tâm nhiều hơn đến việc giải độc cho cơ thể của mình. Có rất là nhiều cách thức để chúng ta thực hiện mỗi ngày làm sao giải độc thật tốt cho lá gan. Bởi vì ai cũng biết lá gan rất là quan trọng đối với cơ thể, vừa giúp chúng ta giải độc vừa giúp lưu trữ là những chất dinh dưỡng cần thiết. Và ngày hôm nay chúng tôi gửi đến cho quý vị các bạn thực phẩm chức năng giải độc gan đến từ thương hiệu nổi tiếng Gabiren, để chúng ta có một giải pháp tiện lợi, hiệu quả, sử dụng đều đặn mỗi ngày và chăm sóc lá gan cho chính mình cũng như chăm sóc lá gan cho cả những người thân yêu trong gia đình chúng ta nữa. Kiều Khanh lựa chọn một sản phẩm dành cho sức khỏe nói chung hoặc là một sản phẩm dành cho lá gan nói riêng đi, thì Kiều Khanh hay quan trọng vào yếu tố nào nhất nè?
Chính xác là phải quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ đó phụ nha. Bởi vì thực phẩm chức năng nó cũng giống như là thực phẩm thông thường mà mình sử dụng, nó sẽ đi vào cơ thể của mình và nó sẽ cũng phần nào cũng đi ra qua đường gan nữa. Nếu như mà chúng ta không lựa chọn kỹ càng thì cũng khác nào là lấy độc và chồng thêm độc, đúng không? Chính xác, cho nên là ngày hôm nay chúng tôi muốn nhấn mạnh về nguồn gốc xuất xứ của dòng sản phẩm này quý vị. Kế thừa và phát triển những bài thuốc cổ truyền thì tiến sĩ bác sĩ Lê Ngọc Triều, trưởng khoa truyền nhiễm của bệnh viện 198 Bộ Công an đã kết hợp cùng với các nhà khoa học của công ty Poseidon Việt Nam để tạo ra dòng sản phẩm này dựa trên những nguồn nguyên liệu từ thiên nhiên rất là quý giá. Và khi quý vị các bạn chúng ta sử dụng thì những cái dược liệu đó, những dòng sản phẩm quý giá đó kết hợp lại với nhau có được hoạt tính sinh học cao vào trong cơ thể của mình rất là an toàn và phát huy tác dụng. Quý vị yên tâm về nguồn gốc xuất xứ của dòng sản phẩm này đến từ Việt Nam, có nguồn gốc rõ ràng và chúng tôi cũng chia sẻ kỹ càng về thành phần nữa. Và khi quý vị các bạn chúng ta có được một hộp sản phẩm ở trên tay thì mình sẽ nhìn thấy rất là rõ những phần tem nhãn ở bên trên bao bì như thế này. Quý vị các bạn chúng ta hoàn toàn có thể là kiểm tra đây là hàng thật và hàng chính hãng khi mà chúng tôi giao đến quý vị nhé. Và mình có thể là dễ dàng tìm đọc những thông tin về dòng sản phẩm này ở nơi sản xuất nào cũng như là những nguồn nguyên liệu, cách thức sử dụng và công dụng của nó hoàn toàn bằng tiếng Việt luôn, rất là dễ quan sát luôn. Chính xác rồi. Và trong quá trình là sử dụng những dòng sản phẩm thực phẩm chức năng như thế này thì lúc nào chúng tôi cũng mong muốn khuyên quý vị một điều là mình kết hợp với lại chế độ dinh dưỡng, vận động cũng thật là hợp lý quý vị nha. Bởi vì nếu như mà chúng ta chỉ có cách là giống như là bổ sung thêm mà không có cách là thải bớt đi những cái chất độc từ đường ăn uống thì điều đó cũng sẽ không trở nên hiệu quả cho lắm. Và chúng ta cũng nên là uống nhiều nước mỗi ngày nữa cũng sẽ thúc đẩy cái quá trình là thải độc ra khỏi cơ thể nhanh hơn quý vị ạ. Và như theo như thế thì chúng ta có thể là có một cách thức rất là hữu hiệu, đúng không nào, để không chỉ là chăm sóc cho mình đâu. Ví dụ như là Phụng Yến có thể tự chăm sóc cho mình rồi có thể là mua cho bố mẹ, cho ông bà. Đặc biệt là nhiều khi là các quý ông hay là uống rượu bia thuốc lá thì chúng ta cũng cần rất là cần quan tâm đến vấn đề giải độc gan thì chúng ta cũng có thể là dành tặng cho họ những phần quà như thế này quý vị nha. Một món quà dành tặng cho sức khỏe rất là ý nghĩa mà ngày hôm nay sở hữu trong chương trình này thì mức giá lại còn ưu đãi nữa Kiều Khanh ha. Chính xác rồi. Chúng ta không chỉ sở hữu một hộp đâu mà tổng số lượng lên đến 5 hộp trong một bộ sản phẩm quý vị nha. Và đếm ở trong từng hộp thì đã có 60 viên rồi Phụng Yến ha. Và con số tổng cộng mà chúng ta nhận được chính là 300 viên thực phẩm chức năng mát gan và giải độc Gabiren quý vị nha. Và chúng ta cũng có thể là sở hữu nhiều hơn một bộ sản phẩm để dành làm quà tặng cho những người mà chúng ta thương yêu. Tất nhiên là quý vị không chắc được là lá gan của mình đang ở trong tình trạng nào, đúng không nào. Đôi khi chúng ta rất là lo ngại về thực phẩm bẩn, về rượu bia thuốc lá, về tình trạng sức khỏe của mình. Hãy sở hữu ngay để có thể là chăm sóc cho lá gan của chúng ta đều đặn mỗi ngày quý vị nha. Và để làm điều đó thì không hề có gì khó khăn cả, chỉ cần một cuộc gọi và liên hệ với tổng đài của chúng tôi thôi, chia sẻ với những nhân viên tổng đài rằng quý vị mong muốn có bao nhiêu bộ sản phẩm để dành cho những người mà mình thương yêu. Những đơn hàng đó có thể ở những địa chỉ khác nhau nhưng điều đó không hề có gì khó cả. Chúng tôi sẽ giao hàng đến tận nhà theo từng địa chỉ mà quý vị cung cấp chỉ với một cuộc gọi điện thoại duy nhất mà thôi quý vị ạ. 1900 7137. VTV Hyundai Home Shopping luôn sẵn sàng phục vụ quý vị. Yên tâm lựa chọn thực phẩm chức năng Gabiren giúp mát gan và giải độc gan. Lựa chọn trọn bộ sản phẩm bao gồm 5 hộp, được tặng thêm 2 hộp cùng loại, giá cũ 690.000 đồng, giá mới chỉ 479.000 đồng. Cơ hội cực kỳ hấp dẫn, hãy nhanh tay lựa chọn. Bất cứ ai cũng có thể là nạn nhân khi lá gan trở nên suy yếu. Ngay cả những người trẻ tự tin vào sức khỏe của mình nhưng mỗi ngày sinh hoạt không lành mạnh, thức rất khuya, sử dụng nhiều thuốc lá hay rượu bia. Và ngay cả những người lớn tuổi, nếu như trước đây thói quen sinh hoạt của chúng ta không tốt, bây giờ đã cải thiện dần dần nhưng không sử dụng những sản phẩm thực phẩm chức năng phù hợp, đôi khi cũng không đủ để giúp cho lá gan lấy lại sự khỏe mạnh ban đầu và góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của chúng ta. Gan không khỏe mạnh ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống, ăn không ngon, ngủ không yên, cơ thể mệt mỏi, hơi thở có mùi hôi và da của chúng ta cũng sẽ xấu đi nữa. Quá trình lão hóa diễn ra dẫn đến rất nhiều những cơ quan trong cơ thể không còn hoạt động tốt như trước và gan cũng vậy. Hãy chăm sóc ngay bây giờ cho lá gan của chính bạn, chăm sóc để gan có sức khỏe tốt hơn cũng như hỗ trợ lưu trữ những dưỡng chất thật là hiệu quả cho cơ thể. Từ đó chúng ta sẽ cảm nhận cuộc sống thật an nhiên khi sức khỏe được ổn định và chăm sóc mỗi ngày. Thời gian của chương trình đang trôi qua rất nhanh. Để chúng ta có thể chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình cũng như gửi tặng một món quà bảo vệ gan cho những thành viên trong gia đình của mình, yên tâm lựa chọn thực phẩm chức năng Gabiren giúp mát gan và giải độc gan. Lựa chọn trọn bộ sản phẩm bao gồm 5 hộp, được tặng thêm 2 hộp cùng loại, giá cũ 690.000 đồng, giá mới chỉ 479.000 đồng. Cơ hội cực kỳ hấp dẫn, hãy nhanh tay lựa chọn. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Thưa quý vị, có một điều không hề xa lạ, đó chính là vai trò cũng như là tầm quan trọng của lá gan đối với cơ thể con người. Thì đây là một trong những bộ phận quan trọng nhất luôn, bởi vì nó đảm nhận cái vai trò đó chính là thanh lọc những cái loại tạp chất khác nhau, giữ lại những chất độc hại và đào thải nó ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, khi lá gan suy yếu thì gần như không có một cái biểu hiện nào rõ ràng để chúng ta có thể nhận biết cả. Đôi khi chúng ta có thể là dễ nhập nhằng nhầm lẫn nó với những biểu hiện của việc như là chúng ta bị rối loạn tiêu hóa hay là đôi khi là chỉ do là suy kiệt cơ thể mà thôi. Do đó mình nên lưu tâm một chút và lưu tâm nhiều hơn đến với cơ thể của mình, thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe nè. Bên cạnh đó là cũng lưu tâm đến việc đó chính là điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt sao cho hợp lý quý vị ạ. Và Phương Yến nghĩ là một trong những cách thức để chúng ta có thể là ổn định cho lá gan của mình và giúp nó một bước là tăng cường chức năng gan tốt hơn, thì quý vị các bạn chúng ta có thể là kết hợp một chế độ ăn uống hợp lý, kết hợp thêm những dòng sản phẩm thực phẩm chức năng mà chuyên đó là dành hỗ trợ cho lá gan của mình. Ví dụ như dòng sản phẩm Gabiren ngày hôm nay mà chúng tôi gửi đến. Quý vị các bạn chúng ta yên tâm với những thành phần tự nhiên ở bên trong như diệp hạ châu, cà gai leo, mã đề, nhân trần, tích tuyết thảo, ngũ vị tử, những thành phần từ thiên nhiên và rất là được ưa chuộng trong y học cổ truyền này, dưới một quy trình sản xuất với công nghệ khép kín và hiện đại, đã nằm trong những cái viên nang với dạng cao khô cô đặc rất là chất lượng để quý vị các bạn chúng ta có thể là yên tâm sử dụng tiện lợi, dễ dàng hấp thụ vào trong cơ thể của mình và từ đó hỗ trợ nâng cao chức năng gan của chúng ta, giảm tình trạng đó là gan nhiễm mỡ nè hay là men gan tăng cao trong cơ thể của mình, từ đó cũng giảm đi các chứng nó làm khó chịu, đầy bụng, chậm tiêu hay là buồn nôn nữa quý vị nha, và giúp chúng ta có thể là tận hưởng một cuộc sống thoải mái hơn. Và Kiều Khanh phải công nhận một điều đó chính là những viên nang đã được bào chế nè với những cái loại dược liệu quý từ thiên nhiên đó, và như vậy thì sẽ giúp cho chúng ta có thể là đem đi nè, tích trữ nè cũng như là sử dụng hàng ngày một cách thuận tiện hơn. Nó cũng phù hợp với lại nhịp sống hiện đại và rất là nhanh chóng như bây giờ chẳng hạn. Và đây cũng chính là một xu hướng ở những nước tiên tiến mà chúng tôi nghĩ rằng chúng ta cũng nên học hỏi nhiều hơn quý vị nha. Sử dụng những dòng sản phẩm thực phẩm bổ sung, tất nhiên là phải có sự chọn lựa một cách kỹ lưỡng. Những dòng sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng thì chúng ta mới nên cân nhắc và lựa chọn, và nó còn có phải là phù hợp đối với lại nhu cầu sử dụng của bản thân mình nữa. Tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng việc mà bồi bổ cho lá gan của mình thì không chỉ là những người mà đang gặp phải tình trạng như là men gan cao, gan nhiễm mỡ hay có vấn đề gan suy yếu rồi thì mình mới nên sử dụng, mà ngay cả những người đang khỏe mạnh mà chúng ta bổ sung thêm những hợp chất làm mát gan và giải độc gan thì chắc chắn cũng sẽ cảm nhận được sự tiến triển rõ nét về cơ thể của mình. Và cùng với sự tiến triển theo chiều hướng tích cực thì chúng ta có thể là yên tâm tận hưởng cuộc sống vui vẻ cho chính bản thân mình và cũng yên tâm với sức khỏe của ông bà, cha mẹ, những người yêu thương xung quanh của chúng ta nữa khi mà chúng ta giúp họ giữ được một sức khỏe thật là tốt quý vị nha. Nụ cười sẽ luôn nở trên môi mọi người khi mà sức khỏe chúng ta tốt và có thể là sống vui vẻ cùng với nhau đúng không ạ? Và ngày hôm nay để có thể đặt hàng dòng sản phẩm này thì rất là đơn giản thôi. Quý vị các bạn chúng ta thực hiện một cuộc gọi đến với chúng tôi ngay bây giờ quý vị nha. Bởi vì thời gian của chương trình còn lại rất là ít ạ. Hãy gọi ngay về 1900 7137 hoặc là đặt hàng trực tuyến tại vtvhyundai.vn. Tổng cộng một bộ sản phẩm bao gồm 5 hộp, mỗi hộp 60 viên là lên đến 300 viên lận. Và chúng ta cũng nên mua cùng lúc nhiều bộ sản phẩm, không chỉ là cho bản thân mình một bộ nè, cho ông bà, cha mẹ của mình, cho những người mà chúng ta quan tâm, để ai ai cũng có thể là giữ gìn sức khỏe của mình thật tốt và có thêm nhiều tiến triển rõ rệt và tích cực nữa như Phùng Yến đã chia sẻ. Tuy nhiên thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay thì cũng đã kết thúc rồi. Hy vọng những thông tin vừa rồi mà chúng tôi đem lại đã giúp cho quý vị thật nhiều trong việc lựa chọn những dòng sản phẩm bổ sung phù hợp với ý mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại www.hyundai.vn.